Trong hôn nhân, khoảng cách về tuổi tác dường như luôn tạo ra những tình huống éo le, khó giải quyết cho đôi vợ chồng. Đặc biệt là khi chồng đã ngoài tứ tuần mà vợ vẫn còn đôi mươi, thì chuyện lệch pha từ suy nghĩ cho đến sở thích giữa hai người lại càng rõ nét. Người ta vẫn thường nói chồng già vợ trẻ là tiên, ngụ ý ca ngợi sự hạnh phúc của người phụ nữ trẻ khi tìm được người chồng lớn tuổi, vốn đã đủ dày dặn để biết chăm lo chu toàn cho mái ấm của mình. Nhưng dù vậy, không phải lúc nào việc được bảo bọc cũng khỏa lấp được những chênh lệch khác giữa chồng già và vợ trẻ. Nhất là khi người vợ trẻ còn đang ở độ tuổi náo nhiệt, yêu thích sự mới mẻ thời thượng, thì lại không tìm được sự ủng hộ của chồng. Và ngược lại, người chồng lớn tuổi cũng không tìm được sự chia sẻ từ vợ cho những suy tư và sở thích có phần hướng nội của mình. Ngoài ra, khi đã chênh nhau về tuổi tác, chồng già vợ trẻ còn gặp phải một vấn đề khá tế nhị. Đó là đời sống tình dục rất dễ bị lệch pha. Trong đó, chuyện sức khỏe đã có phần suy yếu khi đã có tuổi của chồng, dễ khiến cho người vợ rơi vào trạng thái chán chường, cảm cảnh cho thân phận. Như vậy, chồng già vợ trẻ có là tiên thực sự hay không? Và nếu tuổi tác không phải là vấn đề trong tình yêu, thì đâu mới là điều tạo ra khoảng cách theo thời gian giữa chồng già vợ trẻ?